Rồi xin mến chào cô chú bác anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước ạ. À, hôm nay thì cây mai vàng Bến Tre có tiếp tục ghé vườn của anh Bình nên mình quay giới thiệu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai giống ghép gốc quấn rễ cô chú anh chị ha. Để cô chú anh chị mình mua về lấy giống cũng như cô chú anh chị mình có thể mình chăm lại, mình trồng, mình thả vườn cũng rất là ok cô chú anh chị ha. Rồi thì ông làm mất thời gian nữa mình về gặp luôn ông chủ đó, ông chủ chào giới thiệu về luôn nha. Dạ rồi chào chào ông chủ ơi. Dạ em xin kính chào cô chú anh chị yêu thích mai vàng trên cả nước nha. Hôm nay em quay trở lại kênh em có 5 loại giống mai em xin giao lưu cùng cô chú anh chị ạ. À. Gồm có là Đại Lộc, họ Hương, rồi dạng và họ Hương với Bạch Mai Tân Tân, Cúc Phượng Hoàng với Cúc Trầm ạ. Dạ, Bạch Mai Tân Tân nè cô chú anh chị ha. Cái này Bạch Mai Tân Tân không chủ, ghép gốc quấn rễ nè. Có quấn rễ hết cô chú anh chị ha. Cây được dựng ngọn này, cây Bạch Mai Tân Tân thì nó cao tầm khoảng 10 đến 15 xăng cô chú anh chị ha. Bạch Mai thì giống vậy nó không có cao được cô chú anh chị ha. Đây Đại Lộc. Cái này Đại Lộc ha. Đại Lộc ha cô chú anh chị ha. Cây cũng quấn rễ nè cô chú anh chị ha. Chiều cao nói chung là cỡ 10 18 đến 20 xăng là nhiều cô chú anh chị ha. Nó yếu yếu gan tay đang gan tay. Cái là nó Cúc Phượng Hoàng. Phượng Hoàng ha cô chú anh chị ha. Đây cây nè, bo già hết rồi lên gia lương hết, mình có thể mình mua về mình lấy bo cũng ok ha. Nè quấn rễ nè. Rồi, còn ở đây họ Hương. Họ Hương nè, gốc quấn rễ cô chú anh chị ha. Rồi. Cái này số lượng bên vườn mình còn nhiều không chồng? Dạ số lượng bên vườn của em còn khoảng 1,000 mấy 2,000 cây nha cô chú anh chị. Cây dạ. Mai đã dựng ngọn sẵn nha. Rồi. Thì cái này mình giao lưu giá làm sao và mình ship hàng từ bao nhiêu cây và bao nhiêu cây mình bao ship không chủ ha? Dạ em xin giao lưu là 40.000 một cây, 3 cây em gửi hàng, 5 cây em bao ship ạ, mà 10 cây em tặng một ạ. Rồi, 3 cây là gửi hàng, 5 cây bao ship và 10 cây thì tặng một ha cô chú anh chị ha. Rồi, thì cái này giống như là 3 cây gửi hàng, nhưng mà nói chung bây giờ em muốn mua 3 cây 3 giống được không? Mà mình có gửi không ông chủ, hay là một giống mình phải mua 3 cây mới gửi hàng? Dạ 3 cây em gửi hàng lấy giống nào cũng được cô chú anh chị. Rồi mua 10 cây tặng một thì cái cây tặng đó em có được chọn giống không, hay là vườn tặng ngẫu nhiên nhà ông chủ? Dạ được ạ. Dạ giống như là mình muốn tặng cái gì thì mình nói với ông chủ tặng luôn cho mình cây đó luôn ha. Dạ. Rồi cái này cây nào cũng có quấn rễ hết cô chú anh chị mình an tâm ha. Thì mấy này em thấy cũng có cây cũng có lùn nè ông chủ, này cái này mình gửi hàng cây cao tầm từ bao nhiêu ha ông chủ ha? Dạ em gỡ cây tầm khoảng 10 15 xăng đổ lên nha cô chú anh chị. Rồi là có mình miễn cây là trong clip như thế này, cây nào 15 xăng mình bóc mình gửi hàng ha. Dạ. Dạ. Rồi đa phần những cây này nè cô chú anh chị ha đều đang phát triển, đang đi đọt đang, rất là xum xuê cô chú anh chị đang ha. Nhảy chiều nghe nách nang đầy đủ như cô chú anh chị. Bạch mai rồi cũng rất là đẹp ha, thọ hương nè, cành nhánh rồi cũng rất là dễ thương cô chú anh chị nha. Đó, cây mini rất là đẹp nha. Bạch mai thì nó lục lùng mà tàn nó đều nó đẹp nè, lên đọt hồng tươi luôn cô chú anh chị ha. Lên đọt hồng tươi luôn cô chú anh chị. Rồi. Rồi, thì ngoài những giống này thì vườn mình còn giống nào nữa không ông chủ ha? Dạ, vườn em còn rất là nhiều giống nha cô chú anh chị, nhưng mà lên tin clip thì em chỉ báo có 5 loại này thôi. Nếu cô chú anh chị nào có muốn mua loại giống nào thì xin liên hệ với em nha. Tại vì dạ. Em không có đưa lên hết lên clip được á. Dạ. Rồi. Vậy thì mình còn giới thiệu loại nào nữa không, nếu ông chủ còn nếu không có giới thiệu thì mình cho xin số điện thoại địa chỉ vườn với lại là chào hết giùm em nha. Dạ thì em tới đây thì em cũng xin hết rồi, số điện thoại của em là 0339269122 ạ. Dạ. Và cũng ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip vừa qua, em cũng chân thành xin cảm ơn. Dạ. Rồi em cũng thay mặt cho kênh đây là Bến Tre cũng như là anh Bình ha, cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và đã ủng hộ cho anh Bình trong những clip trước. Rất mong nhận được sự ủng hộ từ quý cô chú anh chị ạ. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều vì đã xem hết clip và ủng hộ. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.